Gọi rồi sao vẫn chưa tới vậy? Em gọi lại cho họ đi, gọi lại cho họ đi. Kế Vĩnh Nghiên, Trương Khắc, Tiêu Tiểu Hồng, ba người chạy không thoát đâu. Chạy đi. Làm gì vậy? Buông ra. Dừng lại! Đừng bỏ! Buông ra! Đừng bỏ! Đừng! Dừng lại! Đừng! Buông ra! Anh biết rõ Trương Khắc là tên bắt cóc thứ ba, tại sao còn để hắn đi chứ? Em có muốn anh bắt được hắn? Em có muốn ở tù? Em có muốn hắn khai chuyện của em ra? Hắn khai hết chuyện của em ra? Khai ra hết chuyện em giấu vụ Sơn độc hại và nhận tiền của Khức đi sao, phải không? Anh biết hết sao? Anh vô tù gặp Đặng Di Quyền. Anh ta đã nói hết cho anh biết chuyện em đột nhiên có số tiền lớn như định di dân. Anh cũng đã coi ngăn tủ của em, có mười mấy tài khoản ngân hàng. Em thả Trương Khắc đi, rõ ràng là muốn che giấu chuyện em nhận hối lộ, đúng không? Anh điều tra em sao? Đúng ra bấy lâu nay anh rất tin tưởng em, cho đến khi em biết Trương Khắc là anh của Phi Phi, em liền trở nên căng thẳng lắm. Cho nên anh đã theo dõi em. Cuối cùng thì anh đã theo dõi được rồi. Bây giờ em còn muốn nói gì nữa? Phải, đúng là em đã nhận tiền, nhưng em vì con mới làm vậy. Tình Quyền đã lừa hết tất cả tiền của em, luôn cả tiền học của con em cũng không thể trả nổi. Đúng lúc ngay lúc này Mã Tri Bân tới năn nỉ em, kêu em đừng đăng Vũ Sơn độc hại. Anh ta đưa 400.000 tiền bệnh viện cho em vì đứa con. Em không thể không làm như vậy. Nhưng ai ngờ Chloe biết em nhận hối lộ. Đúng lúc Trương Khắc bắt cóc nhầm nó. Không ngờ con ruột của em lại thông đồng với người ngoài quay lại tống tiền em. Em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì nó thôi. Em thương nó như vậy. Không ngờ nó thông đồng với người ngoài để tống tiền em. Anh nghĩ coi em đau khổ cỡ nào. Cho dù là em thê thảm, em cũng không nên nhận tiền của Mã Trí Bân, không cho cậu Vinh đăng bài báo đó. Có phải giờ cậu Vinh nghi ngờ em, cho nên em đã... Em thì sao chứ? Anh muốn nói gì chứ? Tự nhiên anh kéo cậu Vinh vô nói để làm cái gì chứ? Được, vậy thì anh cũng dứt khoát thẳng thắn hỏi em. Thật ra cái chết của cậu Vinh có liên quan gì tới em không? Cậu ta, em đã nói rất nhiều lần rồi, em nói rất nhiều lần rồi, không liên quan đến em, không liên quan gì đến em mà. Nếu như không có, tại sao hôm đó em nói mớ? Em nói cậu Vinh không thể không chết. Hôm đó em có nói mớ sao? Em hôm đó em vậy anh cũng biết là em nói mớ rồi mà. Những chuyện nằm mơ có thể coi như thật sao? Không thể nào được. Được, vậy em thành thật nói cho anh biết thật ra hôm đó mọi chuyện là như thế nào. Em đã nói rất nhiều lần rồi. Em đã nói rồi, em nói rồi, em nói rồi. Anh còn muốn biết chuyện gì nữa đây?
Anh muốn biết là em còn giấu anh chuyện gì nữa? Cho dù lúc trước em đã làm cái gì, đừng tiếp tục phạm sai nữa. Bây giờ em dừng lại vẫn còn kịp. Em theo anh đi tự thú đi. Cho dù thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Điên khùng à, anh bị điên rồi. Anh tại sao nhất định đổ cái chết của cậu Vinh lên đầu của em chứ? Tại sao nhất định đổ lên đầu em chứ? Không phải anh rất muốn em ở tù không? Anh muốn em thành thật nói với anh thôi. Cho dù sau này như thế nào, anh cũng sẽ đợi em. Được, em nói thêm lần này, anh tin cũng được, không tin cũng được. Cậu Vinh đã nhận tiền của người ta, bị em phát hiện. Cậu ta nhét tiền cho em không nhận. Cậu ta tự tử chạy tội. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi. Em không gạt anh thật chứ? Không. Em không muốn anh bắt Trương Khắc là bởi vì em không muốn anh ta nói rằng em đã nhận tiền của Mã Trí Bân. Chỉ có như vậy thôi. Không có gì khác. Mã Thu, cho dù em nói cái gì đi nữa, anh cũng không tin em. Anh muốn bắt thì bắt, em sẽ không trốn. Bây giờ chúng ta về sở cảnh sát phải không? Phải. Mấy lâu em đã rất hối hận. Em rất hối hận vì đã nhận tiền của Mã Tri Bân. Em tự vinh dự, tưởng đâu cuối cùng ông trời cũng chịu cho em một cơ hội, cho em được gặp anh, có thể làm lại từ đầu. Nhưng thì ra, khi mình đi bước đầu tiên thì mãi mãi cũng không thể quay lại được. Nếu lúc nãy ở bệnh viện mình không theo cổ xuống dưới, không theo xe cổ, không nhìn thấy cổ thả Trương Khắc đi, thử hỏi có tốt hơn không? Nhưng trái lại cổ đã thả Trương Khắc đi. Bấy lâu cổ luôn tốt với mình, với Tử Du, với cậu Vinh, dốc hết tâm trí vào tất cả mọi người. Có đúng là mình nên bắt cổ tới sở cảnh sát không? Một mình phải đích thân đọc lệnh bắt cổ, mình thật sự không thể làm được. Cùng trốn đi đi. Ý em nói, nếu hai chúng ta có thể đi chung, thử hỏi có phải tốt hơn hay không? Cô nói vậy tức là muốn tôi mềm lòng thả cô thôi. Ủa không phải, anh nói từ lâu anh đã biết là em nhận tiền của người ta, nhưng mà anh không mở hồ sơ điều tra em. Có nghĩa là trước đó anh có tư tâm. Bây giờ anh bắt em về, anh làm sao anh nói với sếp của anh đi? Nhân viên của anh sẽ nghĩ là anh như thế nào? Có khi nào họ không tin anh không? Nếu họ không tin anh, vậy thì anh có rửa nước cũng không sạch. Kể Vĩnh Nghiên, cô trở nên giả tạo như vậy hồi nào vậy? Thật ra con người của cô như thế nào chứ? Cô càng nói gì tôi thì càng chứng tỏ cô chỉ muốn thoát thân. Vậy thì cái chết của cậu Vinh chắc chắn là có liên quan tới cô. Nhưng mà bây giờ không có chứng cứ,
làm sao buộc tội cổ được. Đừng nói là cái chết của cậu Vinh, cho dù là thu nhận lợi ích, hình như mình cũng chưa đủ bằng chứng. Bây giờ có bắt cổ về cũng vô ích. Thật ra mình phải làm sao đây? Làm gì vậy? Em đi đi. Anh thả em đi thật sao? Trước khi anh chưa thay đổi ý định, tốt nhất là em nên đi. Mình muốn lấy được chứng cứ. Bây giờ cách duy nhất là tiếp cận cổ, chiếm được niềm tin của cổ mới có cơ hội. Alo, sếp Từ. Không biết anh Bách có thay đổi ý định hay không. Tốt nhất là mình đi càng xa càng tốt. Chuyện gì vậy? Hay là chúng ta đám cưới đi. Thật ra anh cũng dằn vặt cả đêm rồi, nhưng mà anh không tài nào không thừa nhận. Em nói đúng. Phải. Đúng là anh có tâm tư với em. Anh không mở hồ sơ của em, anh đã âm thầm điều tra em. Thật ra anh đã vi phạm quy định rồi, đã đi sai một bước, thì anh không thể nào quay lại nữa. Em không hề cô đơn. Anh đã nói anh cần thực hiện được. Anh và em bay qua Anh Quốc, chúng ta ở bệnh đám cưới. Từ nay mình sẽ sống ở bên đó. Bây giờ đã sai rồi, anh buộc phải tiếp tục sai với em. Anh sẽ không hối hận. Thật sao? Lát nữa anh tới sở cảnh sát, anh sẽ diện lý do, giải thích tại sao lại để Trương Khắc chạy thoát. Sau đó anh sẽ mau chóng tìm hắn, sắp xếp cho hắn rời khỏi Hồng Kông. Vậy thì từ nay em không có gì nữa. Đợi anh giải quyết xong mọi việc, anh sẽ lập tức xin nghỉ, cùng em bay qua Anh Quốc. Sao vậy, em không vui à? Có phải vậy em có thật sự hứa với anh không? Anh thật sự chịu vì em mà hy sinh tất cả sao? Vậy tức là em có chịu lấy anh không? Cảm ơn. Nếu được chọn, anh cũng không muốn gạt em như vậy. Chú. Tối qua chú nói sẽ canh chừng Phi Phi giùm con. Sao cổ tỉnh lại không thấy mọi người vậy chứ? Làm cổ giật mình, con đã lo cho cổ, lo đến sáng nay. Mọi người đi đâu vậy? Đúng lúc sở cảnh sát có chút chuyện cho nên đi trước. Vậy còn chị Keo? Có thể là cổ cũng có chuyện. Con cảm thấy chị Keo thật sự kỳ lạ lắm. Tự nhiên chỉ đưa David vào tòa soạn, lại hủy bỏ hết tất cả những chuyện anh Vinh làm. Còn nữa, rõ ràng anh Vinh có hẹn với con mà. Con không nghĩ ảnh lại chạy đi tự tử. Không phải con muốn nghi ngờ chị Keo, nhưng con cảm thấy kỳ lạ lắm. Tóm lại con đừng suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ chị Keo không có gì đâu. Cậu Vinh thật sự tự tử, cảnh sát tụi chú sẽ điều tra. Chú nghĩ vậy thật sao? Chú không cảm thấy chị Keo có vấn đề? Thật ra chú có nghe con nói không? Chú đang nghe con nói. Vậy được chưa? Chú có thể suy nghĩ kỹ những gì con nói không? Nè, sao chú đóng cửa lại chứ? Tóm lại
lại con giữ khoảng cách với chị Keo lắm. Chú làm ơn nghiêm túc suy nghĩ lại đi. Chị Keo, tình cơ gì? Đang lo cho Phi Phi sao? Em nghĩ chắc cũng không có gì. À phải, hôm qua chị nói đợi Phi Phi tỉnh, sao quay lưng đi thì không thấy chị vậy? Ờ, chị có hẹn bàn một chút không gì? Vậy có đợi được điện thoại của anh Khắc không? Không có. Cái gì? Có phải mọi người hiểu lầm không? Lý nào anh tôi lại làm vậy chứ? Chuyện gì vậy Phi Phi? Họ nói anh tôi có tham gia bắt cóc con gái của chị Kheo, lại còn giết chết người nữa. Trước giờ anh tôi luôn rất thật thà. Mọi người nói cho tôi biết, lý nào anh lại làm những chuyện như vậy chứ hả? Thì đó, anh có Phi Phi không làm những chuyện như vậy đâu. Chú Úc à, có phải chú nhầm lẫn không? Cô nói tháng trước anh cô qua đại lục làm gì, nhưng chúng tôi kiểm tra rồi, cả tháng nay anh ta đều ở Hồng Kông. Chính vì anh cậu không rảnh qua đại lục quay phim nên kêu anh tôi làm thế thân. Nếu ảnh rảnh, anh tôi qua bển làm gì? Nè, hôm qua anh cô gọi về, chính tôi nói cho anh ta biết là cô có chuyện, kêu anh ta tranh thủ về thăm cô. Đúng ra chúng tôi muốn nhân cơ hội này bắt anh ta, ai ngờ đã để anh ta chạy thoát. Không thể nào, các người nhìn lầm người rồi, không thể nào. Phải cũng được, không phải cũng được, chỉ cần tìm được anh của cô, tự động sự thật sẽ phơi bày. Cho nên sắp tới chúng tôi sẽ theo dõi điện thoại của cô, và cũng có người theo dõi cô. Nếu như anh cô có liên lạc với cô phải lập tức báo với cảnh sát chúng tôi ngay. Anh yên tâm, tôi nhất định làm. Tôi không tin anh tôi lại làm những chuyện như vậy. Tôi nhất định bắt các người trả lại sự trong sạch cho ảnh. Bây giờ tôi sẽ cài ứng dụng nghe lén trong điện thoại của cô. Sẽ nghe lén điện thoại của cô. Tôi đi vệ sinh cái đã. Kheo à, xin lỗi, lúc nãy cô Nát ở đó, anh không thể không nói vậy, nếu không họ sẽ nghi ngờ. Em hiểu mà. Tóm lại em yên tâm, anh nhất định không để họ tìm được Trương Khắc đâu. Ừ. Ủa, vô đi. Ê, tự nhiên ngồi đi hả? Hey, không cần khách sáo. Cường Hàng Lầu, cảm ơn anh. Cũng may anh chịu cho chúng tôi tới đây ở vài hôm thôi. Hey, vấn đề ăn ở, có sao đâu. Hai người muốn tiết kiệm tiền du lịch phải không? Hey, có sao đâu. Hey, cô đó, lần trước cô cũng chịu mang thuốc qua đây dùm cho vợ của tôi. Đâu có gì đâu, dù sao thì mấy hôm nay cũng không có hàng chuyển qua đây. Hai người cứ ở tạm đây vài hôm đi. Vậy nhờ anh Cường ha. Ê, trời ơi, không cần khách sáo quá. Nè, đưa chìa khóa cho cô. À. Hả? Nếu không có gì tôi đi trước nha, có gì gọi cho tôi. Được, ừ. Cẩn thận nha. Tiểu Hồng à, cũng may có em thôi, nếu không chúng ta thực sự không còn chỗ nào đi trốn nữa đó. Nhưng dù sao đây cũng là nhà tập thể, nhiều người ra vào lắm. Anh cũng đừng tùy tiện ra ngoài nữa, em sợ lát nữa em bị người ta nhận ra đó. Anh biết rồi. Nhưng mà chúng ta không thể nào trốn ở chỗ này lâu được đâu. Nếu không thì sao chứ? Bây giờ luôn cả tiền mua vé chúng ta cũng không có nữa. Đám cảnh sát lại nhất định không chịu buông tha cho chúng ta. Có bao lần này chạy không có thoát thật rồi. Nè, nhờ bé Mập giúp mình là được rồi. Không được đâu, đừng có kéo bé Mập vào cuộc mà, không có được. Đâu ai kêu anh trực tiếp tìm cổ. Tìm cách là được rồi. Anh nếm thử canh của em đi. Cũng được. Coi có vừa miệng không? Ok. Ừ. Có được không? Vừa miệng lắm. Đi vô ăn cơm đi. Lát nữa anh có định nói cho tôi Dư biết chúng ta đám cưới không? Cái gì? Đám cưới? Đám cưới gì chứ? Đúng ra chú không định mau chóng nói con biết, nhưng bây giờ con đã nghe được rồi. Phải,
Sắp tới chú sẽ cùng Kheo qua Anh Quốc, sau đó còn đám cưới bên đó nữa. Chú nói thật sao? Có khi nào nhanh quá không? Chẳng phải con nên mừng mới phải sao? Lúc nào con cũng nói lo cho chú làm gã độc thân suốt đời, bây giờ con không cần sợ nữa. Phải, đúng là con lo cho chú, nhưng mà... Nà, không lý nào con không tán thành. Bắt đầu từ ngày con vô đại học theo khoa báo chí, con đã sùng bái cổ rồi, bây giờ thần tượng của con trở thành thím của con không tốt sao? Không phải, con chỉ cảm thấy làm như vậy đột ngột quá thôi. Con không muốn hai người đám cưới nhanh như vậy. Tử Du à, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Không phải hiểu lầm. Đám cưới là chuyện cả đời người, cần phải suy nghĩ kỹ. Nhất là chú đó, chú Út. Có phải chú nên suy nghĩ kỹ hơn không? Chú đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chú đã quyết định đám cưới với Kheo. Nè, đừng nói nhiều nữa, ăn cơm trước đi. Có chuyện gì lát nữa hay nói. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Đúng là không ngờ Tử Du vừa nghe chúng ta nói đám cưới liền có phản ứng dữ dội đến vậy. Thật ra có phải chúng ta quá nhanh hay không? Không có gì đâu. Con nít, tưởng đâu chúng ta đám cưới thì nó sẽ mất anh, trong nhất thời nghĩ không thông thôi. Hơn nữa anh đoán nó vẫn còn nhớ cậu Vinh. Em lại kêu David tới tòa soạn. Bất tình lình có nhiều thay đổi như vậy, nó không thể đón nhận thôi. Cho nó một chút thời gian thì được rồi. Bên tòa soạn em thật sự không còn cách nào khác. Cậu Vinh đi rồi, trước sau em cũng phải tìm người quản lý chứ. Anh hiểu, kinh doanh dù sao cũng là kinh doanh. Khi khác đi, anh sẽ từ từ giải thích với nó. Ê, con nít chỉ là giận lẫy mà thôi. Có bộ Tử Du và Kheo nên giữ khoảng cách tốt hơn. Thứ nhất, mất công xin thêm nhiều chuyện. Thứ hai, mình phải tiếp cận cổ mới có thể moi được thông tin của cổ. Nếu như dạo này Tử Du không được vui, hay là em cũng bớt tới đây đi. Tức là chúng ta bớt gặp nhau sao? Không phải, anh có thể tới chỗ của em mà. Tới chỗ em? Không tốt sao? Ê, anh không muốn về nhà cãi với nó, cho nên hy vọng em có thể bao dung luôn cả bãi chiến trường này của anh. Ha, coi nhà em là trại tị nạn. Được, nhưng mà em phải tính tiền nữa nha. Hả? Tiền thì không có rồi, mạng thì có một đó. Chú Út, chú đang làm gì vậy? Không, chú phải đi làm thôi. Chú đi làm? Hay là chú định dọn đồ tới chỗ chị Kheo? Phải, vậy thì sao? Sao hả? Con kêu chú suy nghĩ kỹ rồi mà, chú không nghĩ sao? Sao chú nghĩ một hồi thì dọn tới chỗ người ta chứ? Chú thật sự không cảm thấy chị Kheo có vấn đề à? Tại con cảm thấy là cổ có vấn đề thôi, chú không cảm thấy cổ có vấn đề. Chị cho chú uống canh gì vậy? Uống đến chú hoàn toàn mơ mơ màng màng. Chú suy nghĩ kỹ hơn đi. Lúc anh Vinh chết, chỉ có ảnh và chị Kheo ở đó thôi. Sau đó chị Kheo nói ảnh nhận tiền người ta tự tử chạy tội. Chú không cảm thấy chỉ là lời nói một chiều sao? Lúc đó đâu có ai. Họ đã nói gì, đã làm những gì không ai biết được. Chú không cảm thấy cho dù chị Kheo là người giết anh Vinh cũng không ai biết hay sao? Nè, con không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung. Tóm lại chú tin những gì cô nói thì được rồi. Lần nào chú cũng như vậy. Hễ có phụ nữ khóc, hễ có nước mắt của phụ nữ, chú liền không còn chút nguyên tắc gì hết. Con cũng có thể nhìn thấy nhiều vấn đề rồi, không lẽ chú không nhìn thấy gì hết sao? Con nói cái gì vậy? Thế nào gọi là không có chút nguyên tắc chứ? Chính vì chú nhìn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, tại con không nhìn thấy mà thôi. Ok, tức là con có nói thêm câu gì cũng vô ích. Nhưng con nói cho chú biết, cái chết của anh Vinh con nhất định tiếp tục điều tra, con phải điều tra đâu đó rõ ràng. Nè, nè, con không được nhiều chuyện đó. Những chuyện này cảnh sát sẽ điều tra. Tóm lại chú không cho con điều tra, không cho con xen vào, không cho con động vào, con biết không? Con không biết. Chưa bao giờ chú chửi con hung dữ như vậy. Chú chỉ nghe con nói thôi, chú sẽ không quan tâm con có thích hay không. Nhưng bây giờ chú với người đàn bà đó, chú thay đổi hết rồi. Bây giờ chú nói cho con biết, con thích hay không cũng được,
chú đã quyết định đám cưới với Kheo. Một là con thật sự vui vẻ chúc mừng chú. Hai là con coi như là không có chú Út này. Được, chú tự nói thôi. Ba má, từ nay trong nhà chỉ còn một mình con. Cô Trương à, tôi đã lấy đơn thuốc tới cho cô rồi. Cô xuống dưới lấy thuốc là có thể về được. Cảm ơn. Cô cũng về phòng trọ mà. Đồng nghiệp của tôi đã gọi chiếc taxi cho cô. Lát nữa chúng tôi sẽ chạy đằng sau bám theo đuôi cô. Tự nhiên, các người muốn theo cứ theo. Alo. Chào cô, đây là trung tâm thẩm mỹ Bân Trực Phạm Lợi Á gọi tới. Tôi là Ruby. Cô lại muốn nói cái gì đó? Cao thấp suốt đời không thể đổi. Mập ốm một phút đã có thể đổi chứ gì? Không cần đâu, cảm ơn. Tôi không có hứng thú, đừng gọi tới nữa. Khoan đã, lần này mức giá của chúng tôi thật sự ưu đãi lắm. Cô nghe hết luôn đi. Đó là giọng của Tiểu Hồng mà. Sao cậu lại giả giọng tiếp thị chứ? Vậy cô có ưu đãi gì? Để tôi gửi tờ rơi cho cô, đối chiếu địa chỉ với cô trước nha. Cô nghe cho rõ nha. Có phải là phòng 1006 Lạc Ảnh Lầu, thôn Lạc Ngư không? Đâu có. Cô nghe kỹ hơn đi. Có phải là phòng 1006 Lạc Ảnh Lầu, thôn Lạc Ngư không? Không lẽ cô muốn nói cho mình biết bây giờ anh hai đang ở đó? Nè, tôi đã nghe địa chỉ đó rất rõ ràng. Cô gọi lộn rồi, làm ơn đừng gọi tới nữa. Sao hả? Có manh mối gì không? Điện thoại tiếp thị của trung tâm thẩm mỹ. Giảm sau 100kg còn 100kg. Khách hàng lớn đó. Đi được chưa cô Trương? Được rồi. Ủa, Tiểu Hồng đúng là có chút kỳ lạ. Để mình mau chóng cắt đuôi đám cảnh sát thì bệnh hai hỏi rõ. Đợi với. Anh ra. Không còn chỗ nữa, anh đi chuyến sau để chúng ta đợi ở đại sảnh nha. Làm thủ tục xuất viện của đây lâu như vậy à? Cổ tự mình đi thang máy xuống trước mà. Vì cổ đâu? Không có ở đây sao? Đâu có. Không phải chứ, lúc nãy cổ đi thang máy này mà. Không có lý nào, tôi đâu có thấy cổ đâu. Không phải chứ, mặt vậy cũng không thấy. Có lẽ cổ trốn rồi sao? Nè vậy đi, anh cứ chừng cửa. Tôi đi gọi cho đại cấp bách. Với lại tìm tới xung quanh. Ok. Được rồi. Nè, em nói sao với nói vậy? Sao tới giờ vẫn chưa có tới chứ? Đâu có. Rõ ràng cổ nói nghe rõ lắm rồi mà. Bé mập đó. Ê, bé mập, anh hai. Vô trong mới nói đi, vô trong mới nói đi. Em. Em. Sao hả? Không có sao chứ? Em mới làm xong phẫu thuật vết thương đau lắm. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Cẩn thận đó. Ngồi xuống từ từ mới nói đi. Anh nói cho em biết đi. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành tội phạm bị truy nã? Họ nói anh đã giết người bắt cóc gì đó. Không có mà phải không? Có phải họ hiểu lầm anh không? Thật ra thật sự không có liên quan tới anh đâu. Anh giết người đó là bởi vì anh ta cầm dao đâm anh mới đánh trả thôi. Với lại vụ ăn trộm, còn cái vụ bắt cóc đó nữa. Anh vô tội đó. Bởi vì lúc anh cùng Lưu Thu với Quan Khê đi cậy cửa cô gái đó, không may bị tụi anh bắt gặp. Cái đó anh nghĩ nếu không bắt cóc cổ, Lưu Thu sẽ giết cổ diệt khẩu, nên tụi anh phải bắt cóc cổ thôi. Tức là anh thật sự có làm. Tại sao anh lại đi cậy cửa chứ? Anh định kiếm tiền cho em làm phẫu thuật mà. Không phải anh nói tiền đó là do Tiểu Hồng cho anh mượn, anh cho em mượn lại làm phẫu thuật sao? Tôi nói dối thôi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng hình ảnh của anh cô trong lòng cô thôi mà. Em xin lỗi anh hai, em không biết anh làm nhiều chuyện gì em. Em xin lỗi. Không sao đâu. Bé mập à, em phải tin anh.
anh chỉ làm sai có một chuyện, đó là cậy cửa thôi. Ngoài ra thật sự không có liên quan tới anh đâu. Em tin anh cũng vô ích thôi. Nếu anh bị cảnh sát bắt được, anh có biết lần này anh nhất định ở tù, đến lúc đó em tính sao chứ? Nên anh mới dự định tiếp tục bỏ trốn đó. Nhưng chúng tôi hết tiền rồi. Anh cần bao nhiêu? Anh Duy cũng cần 20 ngàn. Để em tìm cách giúp anh. Ôi nè, tôi còn nữa nha. Em đừng nên nói cho Tử Du biết đó. Chú của cổ là cảnh sát, anh sợ cổ không có đáng tin cậy đâu. Đừng nói nha. Để em báo tin đi. Chúng tôi đã coi lại camera an ninh của bệnh viện rồi. Con nhỏ mập Trương Phi đó đã tới tầng 3 rồi lén lút trốn ra bên ngoài. Con nhỏ đó thực tế nó muốn cắt đuôi chúng ta. Chúng tôi cũng nghĩ cổ sẽ đi tìm Trương khác. Nhưng mà cổ làm sao biết Trương khác trốn ở đâu chứ? Chúng tôi đã canh chừng phòng bệnh suốt ngày đêm. Ngoại trừ nhân viên y tế, thực tế không có ai có thể vô được hết. Còn nữa đó, về phía điện thoại, cổ chỉ nhận được có 2 cuộc điện thoại. Một cuộc là cháu của anh Tử Du gọi tới, cuộc thứ hai là điện thoại tiếp thị của trung tâm thẩm mỹ đó. Mở lại đoạn giam đó nghe thử. Để tôi gửi tờ rơi cho cô, đối chiếu địa chỉ với cô trước nha. Cô nghe cho rõ nha. Có phải là phòng 1006 Lạc Ảnh Lầu, thôn Lạc Ngư không? Nè, giọng nói đó giống của Tiểu Hồng mà. Trương Phi nghe xong điện thoại liền cắt đuôi mọi người. Rõ ràng cuộc điện thoại này có vấn đề. Mọi người lập tức tới địa chỉ cô nói trong điện thoại kiểm tra thử xem có manh mối gì không. Yes, yes sir. Anh Hai, đây là 20 ngàn, anh đếm lại đi. Không cần đếm đâu em, cảm ơn em. Em không sao chứ? Sao mặt của em trắng bệch vậy? Không phải, vết thương của em đau quá, em không có uống thuốc. Anh tìm giùm em. Tôi rót nước cho cô nha. Nè, em ơi, ôi sao không có vậy? Vậy muốn tránh mặt đám cảnh sát em không có lấy thuốc. Vậy cô có nhớ tên thuốc không? Tôi đi mua cho cô. Đơn thuốc nằm ở đây. Bây giờ em đi mua. Làm ơn. Hả? Có phải có loại thuốc tên là thống tức lý không? Có, cô cần bao nhiêu? Cho tôi một hộp. Cô chờ chút. Cảm ơn. Hả? Đó là cảnh sát lần trước mà. Không lẽ họ tới bắt anh khác sao? Tiêu Hồng, mua được thuốc chưa? Hả? Cái gì? Cảnh sát đang tới hả? Cô phải bắt anh không? Đi liền hả? Đợi nhau ở đầu đường đi. Được, bye bye. Chuyện gì vậy? Cảnh sát sắp tới đây rồi, chúng ta phải lập tức đi ngay. Em à, thôi ráng thêm một chút đi. Làm chi? Nhanh lên đi. Nghe cảnh sát kìa. Cảnh sát đang đi tới, chạy đi. Này đứng lại, người đằng trước đứng lại. Sao vừa nhìn thấy cảnh sát thì bỏ chạy vậy? Không phải, bởi vì em tôi không được khỏe. Tôi phải đưa nó đi khám bệnh đó. Vậy hai người lấy chứng minh ra coi đi. Sao hả? Có hỏi được gì không? Không nói một tiếng nào, không chịu nói gì hết. Trong người của Tiêu Tiểu Hồng chỉ tìm được một đơn thuốc của Trương Phi, với lại một lọ thuốc giảm đau. Tin chắc là mua cho Trương Phi uống. Trương Phi mới làm xong phẫu thuật, tôi tin chắc là Trương Khắc dẫn theo cổ, nhất định là không thể đi xa. Tôi đã cho người tới nhà thuốc ở khu vực đó tìm kiếm, coi có tung tích của Trương Khắc không.
Hai người muốn tìm thì cứ tìm đi. Tuy loại thuốc này phải có giấy bác sĩ thì mới mua được, nhưng rất nhiều nhà thuốc không quan tâm, vẫn bán cho người ta. Bản thân họ cũng vi phạm, lý nào chịu nói cho chúng ta biết chứ. Tư Du, em tới tìm chú của em sao? Anh chưa có về mà. Em làm gì vậy? Tới dọn đồ giùm chú Út thôi. Tư Du à, thật ra có phải chúng ta có hiểu lầm gì hay không? Lúc trước chúng ta vẫn còn bình thường mà, sao tự nhiên em lại không ưa chị như vậy chứ? Em còn phản đối chị và chú Út của em cưới nhau nữa. Em có biết em làm như vậy á sẽ làm cho chú Út của em rất khó xử hay không? Tôi tới đây không phải bàn chuyện này với chị. Hơn nữa chị của hiện tại tôi thấy xa lạ lắm, không còn là chị Keo lúc trước tôi biết nữa. Tại sao lại nói như vậy? Chị hỏi bản thân chị đi. Hỏi bản thân chị? Hỏi bản thân chị cái gì chứ? Tại sao chị vu khống anh Vinh? Anh Vinh không nhận tiền của người ta, cũng không có tự tử. Mấy lâu chỉ có chị đang nói dối thôi. Chị không có nói dối, những gì chị nói đều là sự thật mà. Cho dù chị nói gì tôi cũng không tin chị nữa. Hôm đó chỉ có chị và anh Vinh hai người ở đó, chị muốn nói sao cũng được. Chị có thể lừa bản thân chị coi như không có gì, nhưng tôi không thể được. Còn nữa, tôi đã đưa thư cho David rồi, tôi không ở lại tòa soạn nữa. Dạng Tư Du, nè, em bình tĩnh lại đi. Em đừng cố chấp quá mà, được không? Em có bao giờ đổi một cái cảnh khác để suy nghĩ toàn bộ sự việc hay không? Buông tay ra, đừng đụng vào tôi. Chị không buông ra. Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện ở đây. Tôi còn gì để nói với chị chứ? Sau khi anh Vinh chết, mỗi một câu nói của chị nói ra đều là giả dối. Tôi rất muốn xé nát cái mặt nạ này của chị, coi thật ra trong đầu chị đang nghĩ gì. Chú Út của tôi là đàn ông tốt, chị đừng gạt chú nữa, chị buông tha chú đi. Chị không gạt ảnh. Chị không biết tại sao em lại nghĩ chị như vậy, nhưng em nghĩ chị như vậy chị không thể khống chế. Nhưng mà chị rất hy vọng em có thể tôn trọng quyết định của chú Út em. Ở đây không có ai. Chị đừng đóng kịch với tôi nữa. Chị không có đóng kịch. Khéo, Khéo à, em không sao chứ? Em không sao, không sao, em bất cẩn thôi. Con tới đây làm gì vậy? Chú Út, con lên đây đưa chú đi. Con về nhà đi. Chú dọn tới đây là không muốn cãi với con thôi, chú không đi theo con đâu. Chú nói chuyện này với con. Hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Đây là chuyện gia đình tôi, không đến lượt chị xen vào. Câm miệng đi. Con coi con đi, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Lúc trước chú đã chiều hư con rồi, chuyện của chú không cần con lo. Con đi đi. Cho dù chú không lo cho con cũng được, con cũng không thể không lo cho chú. Bấy lâu chị đang gạt chú thôi. Chú Út mà, chú tỉnh lại đi. Con là cháu của chú, con mới không lừa gạt chú. Chú rất là tỉnh táo, con đừng có tới đây gây rối nữa. Đi đi. Chú gì chị, chú đuổi con đi. Phải, chú đã chọn Keo rồi. Cho dù giữa hai người chú chỉ có thể chọn một, chú cũng sẽ chọn như vậy. Đó là quyết định của chú. Nếu con không hài lòng, kẻ nên đi phải là con. Chú vì người đàn bà này bỏ mặc đứa cháu gái này sao? Đàn bà gì chứ, đây là thím của con đó, là vợ của chú. Con có thích hay không cũng được, sự thật này không bao giờ thay đổi. Đi đi. Yên tâm đi, không sao đâu. Hay là anh đuổi theo Tử Du đi được không? Thật ra anh cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy. Bấy lâu nó luôn cảm thấy chuyện của cậu Vinh có vấn đề, nhưng mà lại nói không có, bởi vì anh tính em. Nên nó cảm thấy anh đang bao che cho em, cho nên mới có phản ứng mạnh mẽ vậy. Nhưng mà anh đã nói với em rồi mà, cho dù thế nào, cho dù là sai, anh cũng phải tiếp tục sai với em. Nhưng Tử Du là cháu của anh mà. Không sao đâu, đợi chúng ta qua anh quốc, mọi chuyện lắng dịu rồi, anh mới tìm cách năn nỉ nó. Xin lỗi nha. Không liên quan tới em. Tại sao, tại sao chú Út lại thay đổi như vậy? Anh Vinh,
Anh Vinh là nếu anh có ở đây thì hay quá. Nếu anh chưa đi thì hay quá. Tử Du, em nhất định được mà. Anh sẽ ủng hộ em. Tử Du, chú tặng quyển sách này cho con. Chú hy vọng con hiểu. Cho dù lựa chọn của chú như thế nào, chú cũng mãi mãi là chú út của con. Sao bê bối vậy chứ? Trong người của Tiêu Tiểu Hồng chỉ tìm được một đơn thuốc của Trương Phi, với lại một lọ thuốc giảm đau, tin chắc là mua cho Trương Phi uống. Không lẽ Tiểu Du đi mua thuốc cho Trương Phi? Nếu Tử Du thực sự mua thuốc cho cổ, tức là Trương Khắc cũng đang trốn ở đó. Phi Phi, sao cô lại dọn tới nhà trọ này ở chứ? Anh Khắc. Xin ban cho lặng tình, quần yếu địch si sợi một phát ngon lình. Sợi nhân hỏi pa bù tình, tham xăm si tròi hủy ping. Mình duyên chú địch mê hoàn tình, truyền mù hầu phùi yết hỏi chi. Bị tâm tình, mong thai hô, ngồi thai xăm hò, biết gấp thiết, tình sinh. Phui xích tiền biên đắc chất hợp, chỉ xí đích sang phạt, hòa mô khổng đích yếu hóa. Mô gió yếu hiện truyền trung lan, chân chẳng như hòa mô sát, mô trọng bùi thầu nạ quyết chắc. Phong thiên như sang đích yết hợp, chỉ gắn tình gác, một phà nắm hoài mong đích.